Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 1 thân mến. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau tiếp tục đi sữa quyển bài tập tuần tiếng Việt lớp 1 tập 1 của cuốn sách Chân trời sáng tạo. Trong video ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các em sữa bài tập của tuần 6 đi sở thú. Phần đầu tiên sẽ là phần luyện đọc. Các em sẽ được luyện đọc tiếng và từ. Ở đây thì cô sẽ có các tiếng sau. Tiếng đầu tiên là tiếng sổ. Các em sẽ đọc là ô, sờ, ô, sô, hỏi sổ. Tiếng thứ hai là tiếng xe, các em sẽ đọc là e, sờ e xe. Tiếng số 3 là giá, các em sẽ đọc là a, gia gia sắc giá. Tiếng số 4 là phở, các em sẽ đọc là ơ, phơ hỏi phở. Vậy thì ở trong phần luyện tiếng này thì chúng ta sẽ có 4 tiếng là tiếng sổ, xe, giá và phở. Tiếp theo chúng ta sẽ có các từ e, sờ e xe, ô, cờ ô cô nặng cộ, xe cộ, y, đọc trơn là y, y. Sờ y si ngã sĩ, đọc là y sĩ. A của A qua hỏi quả, A n a na, quả na. O phờ o pho huyền phò, A m a ma ngã mã, phò mã. I a tờ a ta sắc tá, y tá. O phờ o pho sắc phố, A sờ a sa sắc xá, phố xá. A di a sa sắc giá, O d o đô ngã đỗ, giá đỗ. Ư sờ ư sư sắc xứ, ơ sờ ơ sơ hỏi sở, xứ sở. Vậy thì ở đây cô sẽ có các từ sau: xe cộ, y sĩ, quả na, phò mã, y tá, phố xá, giá đỗ, xứ sở. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện đọc câu. Câu số 1, cô sẽ đánh số thứ tự câu số 1 này, câu số 2, câu số 3, câu số 4 và câu số 5. Câu 1, các em đầu tiên các em sẽ đánh vần, sau đó chúng ta sẽ đọc trơn cả câu. Y khờ y khi, o di o do sắc gió, ua mờ ua mô huyền mùa, e vờ e vê huyền về, e bờ e bê sắc bé, y bờ y bi nặng bị, o hờ ho ho, khi gió mùa về bé bị ho. Câu số 2, e mờ e mê nặng mẹ, a phờ a pha, e chờ e chê sắc chế, a cờ a ca huyền cà, e phờ e phê, o chờ o cho, o bờ ô bô sắc bố, a vờ a va huyền và, u chờ u chu sắc chú. Em sẽ đọc trơn là mẹ pha chế cà phê cho bố và chú. Câu số 3, o cờ ô cô, e l e lê, ơ nhờ ơ nhơ huyền nhờ, ô bờ ô bô sắc bố, a của oa qua, a nhờ a nha huyền nhà, ưa sờ ưa xưa hỏi sữa, e sờ e xe, ô ô tờ ô tô, o chờ o cho, ô cờ ô cô. Chúng ta đọc trơn cả câu. Cô Lê nhờ bố qua nhà sửa xe ô tô cho cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu số 4. E bờ e bê sắc bé, u r u ru hỏi rủ, y chờ y chi nặng chị, y đờ y đi, ô nhờ ô nhô hỏi nhổ, o cờ o co hỏi cỏ, u phờ u phu nặng phụ, a bờ a ba huyền bà. Cô đọc trơn cả câu. Bé rủ chị đi nhổ cỏ phụ bà. Cô có câu số 5. A bờ a ba huyền bà, y đờ y đi, ơ chờ ơ chơ nặng chợ, ua mờ ua mua, a của oa qua huyền quà, e vờ e vê huyền về, o chờ o cho, e bờ e vê sắc bé, a vờ a va huyền và, y chờ y chi nặng chị. Cô đọc trơn cả câu. Bà đi chợ mua quà về cho bé và chị. Như vậy thì chúng ta sẽ có 5 câu trong phần luyện câu này. Câu số 1, khi gió mùa về bé bị ho. Câu số 2, mẹ pha chế cà phê cho bố và chú. Câu số 3, cô Lê nhờ bố qua nhà sửa xe ô tô cho cô. Câu số 4, bé rủ chị đi nhổ cỏ phụ bà. Câu số 5, bà đi chợ mua quà về cho bé và chị. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện đọc đoạn. Cô có đoạn văn như sau. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện đọc đoạn. Cô có đoạn văn như sau. Cả nhà Thu đi sở thú. Sở thú có khỉ, có hà mã, có rùa, có cả hổ. Mẹ kể hổ là thú dữ.
Bố chỉ cho Thu chỗ ở của hổ. Hổ to ghê, chả nhỏ như Thu nghĩ. Đoạn văn của tác giả Mai Nhung. Trong phần điện đọc đoạn này thì cô sẽ có hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên, ở sở thú có những con vật nào? Vậy chúng ta sẽ quan sát đoạn văn để tìm câu trả lời. Cả nhà Thu đi sở thú. Sở thú có khỉ, có hà mã, có sùa, có cả hổ. Như vậy thì ở sở thú có các con vật đó là có khỉ. Sở thú có khỉ, có hà mã, có rùa và có cả hổ. Vậy thì câu trả lời cho câu hỏi số 1 là ở sở thú có những con vật nào? Và câu trả lời là ở sở thú có khỉ, có hà mã, có rùa, có cả hổ. Tiếp theo, câu số 2, hổ là loài thú như thế nào? Mẹ kể hổ là thú dữ. Như vậy, hổ là thú dữ. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần bài tập. Bài số 1 là nối. Chúng ta sẽ nối tên các sự vật bắt đầu bằng chữ phờ hoặc là chữ của sao cho thích hợp. Đầu tiên, hình ảnh đầu tiên ở đây là cái phao. Sự vật đầu tiên là cái phao. Sự vật tiếp theo là cái quạt. Sự vật số 3 là đu quay. Sự vật cuối cùng là phi công. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xem là sự vật nào mà bắt đầu bằng chữ phờ thì chúng ta sẽ nối vào chữ phờ. Sự vật nào bắt đầu bằng chữ của thì chúng ta sẽ nối vào chữ của. Ở đây chúng ta thấy cái phao. Cái phao thì chúng ta sẽ có vần ao. Chúng ta sẽ có vần ao và chữ phờ thì các em sẽ đọc là ao, phờ, ao, phao. Vậy chúng ta sẽ nối sự vật số 1 với chữ phờ. Sự vật số 2. Ở đây thì cô sẽ có tiếng quạt. Chúng ta có vần át. Và chúng ta có chữ của thì các em sẽ đọc là a từ át của quát nặng quạt. Chúng ta sẽ nối hình ảnh chiếc quạt với chữ của. Tiếp theo cô có từ đu quay. Vậy ở đây chúng ta sẽ có tiếng quay. Tiếng quay thì sẽ có phần ai và chữ của thì chúng ta sẽ đọc là ai của oai quay. Đọc trơn là quay. Vậy chúng ta sẽ nối hình số 3 lên cái đu quay với chữ của. Hình số 4 cô có từ phi công thì cô có tiếng phi. Tiếng phi được tạo thành bởi chữ y, âm y và âm phờ. Chúng ta sẽ đọc là y, phờ, y, phi. Vậy chúng ta sẽ nối bức tranh số 4 là phi công với chữ phờ. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 2. Em hãy quan sát hình ảnh và điền từ thích hợp vào chỗ trống. Ở đây chúng ta thấy đây chính là hạt pha lê. Vậy thì chúng ta sẽ có từ pha lê. Ở đây thì chúng ta đã có tiếng lê rồi vì chúng ta thiếu tiếng pha. Vậy ở ô trống này chúng ta sẽ điền tiếng pha. Các em sẽ đánh vần là A, phờ, A, pha, E, L, E, lê. Chúng ta sẽ có từ pha lê. Tiếp theo, hình số 2 ở đây là hình cô y tá. Vậy chúng ta sẽ điền chữ Y. Thì chúng ta sẽ có từ y tá. Các em sẽ đánh vần là Y. A, tờ, A, ta, sắc tá, y tá. Hình số 3 là cà phê. Vậy ở đây thì chúng ta có tiếng cà và thiếu tiếng phê. Vậy chúng ta sẽ điền tiếng phê vào ô trống. Các em sẽ đánh vần là A, cờ, A, ca, huyền cà, E, phờ, E, phê, cà phê. Tiếp theo, tiếng số 4 ở đây chúng ta sẽ có từ que diêm. Vậy chúng ta có tiếng diêm nên chúng ta thiếu tiếng que. Vậy chúng ta sẽ điền tiếng que vào ô trống. Các em sẽ đánh vần là E, của, E, que, yêm, giờ, yêm, diêm, que, diêm. Vậy thì ở trong bài 2 chúng ta đã tìm được các từ. Từ pha lê, từ y tá, từ cà phê và từ que diêm. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 3. Em hãy tô màu vào đám mây có chứa âm của hoặc âm di. Ở đây cô có các tiếng như sau. E, của, e, que. Vậy ở đây chúng ta thấy tiếng que được cấu tạo bởi âm e và âm của. Vậy thì chúng ta sẽ tô màu vào đám mây đầu tiên có chứa từ que. Tiếp theo cô có tiếng giỏ. Các em, tiếng giỏ thì được cấu tạo bởi âm o và âm di. Các em sẽ đánh vần là o, di, o, do, hỏi, giỏ. Và tiếng giỏ thì được bắt đầu bằng âm di. Vậy chúng ta sẽ tô màu vào đám mây có chứa tiếng giỏ. Cô có tiếng cửa. Tiếng cửa thì được cấu tạo bởi âm ưa và âm cờ. Các em sẽ đọc là ưa, cờ, ưa, cưa, hỏi, cửa. Như vậy thì tiếng cửa không bắt đầu bằng âm của hoặc là âm di. Vậy các em không tô màu vào đám mây này. Tiếp theo, cô có tiếng giờ. Tiếng giờ thì được cấu tạo bởi âm ơ và âm di. Các em sẽ đọc là ơ, di, ơ, dơ, huyền, giờ. Và được bắt đầu bằng âm di. Vậy chúng ta sẽ tô màu vào đám mây số 4. Tiếp theo, đây cô có tiếng quạ. Tiếng quạ được cấu tạo bởi âm a và âm của. Đọc là a, của, oa, qua, nặng quạ. Thì có
sứa âm của các em tô màu vào đám mây, sứa tiếng quạng. Tiếp theo cô có tiếng quê được cấu tạo bởi âm e và âm của, em sẽ đọc là e của quê. Vậy chúng ta sẽ tô màu vào đám mây có chứa tiếng quê, có chứa âm của. Như vậy ở đây thì chúng ta có những tiếng mà chứa âm của hoặc âm gi, đó là tiếng que, tiếng giỏ, tiếng giờ, tiếng quạng và tiếng quê. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện viết. Trong phần luyện viết này thì các em sẽ luyện viết chữ phờ, chữ của, chữ gì, và chúng ta luyện viết từ phù sa. Và ngoài ra chúng ta sẽ luyện viết cả câu. Em sẽ luyện viết câu cô có giỏ quà quê. Như vậy ở trong phần luyện viết này thì các em chủ yếu là chúng ta sẽ viết theo, ở trong phần luyện viết thì đã có sẵn các điểm đặt bút rồi, thì các em chỉ cần luyện viết theo đúng các điểm đặt bút là được. Thì lưu ý khi viết thì chúng ta cần viết đúng chính tả, đúng dòng ô ly, viết ngắn nót và viết thật là đẹp. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em chữa xong bài tập ở tuần 6 rồi. Các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình và cố gắng ở nhà chúng ta sẽ luyện đọc tiếng, đọc từ, luyện đọc câu và luyện đọc đoạn thật là trôi chảy và lưu loát các em nhé. Ở video lần sau, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em chữa bài tập của tuần 7. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.